Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 500 triệu đồng token Android token. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 2 triệu tỷ nhé, đã có 2.982 tài khoản holder và đã phát sinh 7.641 lần giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net, tin truy cập website được mình để phía dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm ra hai những hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1 thì các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang trạng ví MetaMask hoặc ví chốt toilet của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Ví dụ token Android, số tập phân 18 nha. Rồi các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token cho mình. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net và lại mở rộng. Các bạn tìm tới bước 2 các mình nhấp vào cái link rút gọn đây để truy cập vào website chính để nhận được cần. Chương trình AirDrop nó sẽ kết thúc vào 27 đây đã nha. Nó sẽ được kê lên cái sàn Paraswap vào ngày 25/9. Rồi thì để claim thì các bạn nhấp vào phần này nha. Còn mua thì các bạn có thể bỏ ra min thấp nhất là 0.05 BNB, mua và sẽ nhận được 5 tỷ là rồi. Các bạn cầm lam, các bạn nhấp vào phần này giúp mình nhé. Đó, yêu cầu kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo, nhấp kết nối. Vào lỗi kia ra sẽ làm lại sau nhé. Bạn có điều kiện thì cũng mua, còn không có điều kiện thì thôi, không nên có mua nhé. Mua thì chờ cơ hội lần được khoản từ sau thì rất khả năng có thể. Thời gian chờ đợi thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi giúp mình cái website claimairdrop.net trên nền tảng Binance Blockchain đây nhé. Còn những dự án mới phương phần thưởng token hot mới hàng ngày được cập nhật lên website. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch 3 lần, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Và nhiều tài khoản giao dịch các sàn nổi tiếng khác, bạn có thể tranh thủ đăng ký. Bên đây nguyên luôn nhé. Rồi, quay trở lại vấn đề claim, mình sẽ nhấp nút claim lại xem có được không. Giờ đừng vào đây, 0.000618 BNB. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn lưu ý cột bên cánh tay phải là những dự án AirDrop đặc biệt sắp kết thúc. Những cái dự án đã đặc biệt là mà sắp kết thúc được thật là ở trên đầu, và những cái dự án dài kết thúc được sắp ở dưới cuối nha. Các bạn vào đây nhất nhận token có cái contract dự án sang ví thêm mê có mắc hoặc ví chút đôi của các bạn, sau đó nhất nhận token và khi có website thì nhận token thôi. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 500 triệu đồng token Android token. Các bạn có thể ủng hộ kênh, cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.